Rồi, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh Giết Vô Tướng Nguyễn bên mình nha. Này, bên mình mới tuyển về cặp Giết Vô. Mình xin trên tay giới thiệu nhanh tới anh em ha, chia lửa tới anh em đam mê toàn quốc. Cặp Giết Vô bên đây chủ đề cũng rất là nổi tiếng, các biểu tượng của nước Mỹ và các biểu tượng của hãng Giết Vô nha anh em. Dòng đồng nguyên khối Solid Red Dít Bằng và em Polis Chrome trắng cao cấp. Anh em nào có nhu cầu rước hai em nó về chơi hay làm quà tặng quà biếu cho người thân bạn bè, anh em cứ gọi mình nha. Số điện thoại hotline là 0909 828 779 nha anh em. Bên phải màn hình anh em là em đồng nguyên khối Solid Red Dít Bằng khắc chìm các biểu tượng của nước Mỹ, lá quốc kỳ Mỹ, chú chim đại bàng và ngọn đuốc của nữ thần tự do. Em này đồng nguyên khối đít bằng khắc chìm hai mặt trước và sau nha anh em. Còn bên trái màn hình anh em đó là em Polis Chrome trắng cao cấp với cái Zippo đang bật nắp cháy, logo ngọn lửa Zippo và ở dưới cùng là dòng chữ Zippo Grimrod Lighter. Toàn bộ bề mặt xung quanh thì hãng đánh vân nổi Gloucester 3D, cực kỳ độc đáo luôn anh em. Hàng zin ha. Em này thì biểu tượng của hãng, anh em sở hữu cũng rất là ý nghĩa sang trọng nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký ngay bên dưới nha. Tiện lựa chọn giao lưu các mẫu Zippo bên mình. Còn giờ mình xin trên tay giới thiệu nhanh tới anh em nha. Em này là đồng nguyên khối nha nè, Solid Red, các biểu tượng của nước Mỹ ha, lá quốc kỳ Mỹ, chú chim đại bàng và ngọn đuốc nữ thần tự do trước và sau luôn nha anh em. Hàng zin, chính hãng Zippo Mỹ ha, kính mít cứng khừ luôn nha anh em. Em nó đấy là bằng nha anh em, hàng zin ha. Hàng xịn bên mình thì rất là nhạy lửa, giữ xăng lâu và rất là bền bỉ nha anh em. Giá hai em nó thì anh em nhấn vô từ đề clip nha anh em, hiện đô mô tả ha, có giá hai em nó vô mô tả để anh em xem. Anh em cứ gọi mình là sẽ có người giao tới anh em toàn quốc. Em này anh em trên tay thực tế nó rất là đẹp anh em, cũng đồng nguyên khối ha, bóng bẩy sang trọng lắm anh em, hàng zin ha. Anh em về chế xăng chính hãng xịn vô là dùng thôi, hàng full box đồng nguyên khối nha anh em, chim đại bàng, lá quốc kỳ Mỹ và ngọn đuốc của nữ thần tự do, rất là đẹp ha. Có nhu cầu xem hình ảnh thực tế hai em nó thì anh em vô trang Facebook mình, đường link để vô mô tả nha anh em. Đây mình trên tay nhanh giới thiệu với anh em thôi. Hàng zin nha anh em, các biểu tượng của nước Mỹ nha anh em, đồng nguyên khối. Còn đây là em Polis Chrome trắng cao cấp, các biểu tượng của hãng Zippo, cái Zippo đang bật nắp cháy 3D, ngọn lửa và dòng chữ Zippo Grimrod Lighter. Toàn bộ bề mặt xung quanh thì hãng đánh vân nổi Gloucester 3D. Em này cũng rất là độc đáo đó anh em, em nó đấy lõm mặt sao trơn ha, cũng hàng zin luôn, chưa hề đụng chạm nha anh em, như full box ha. Lưu ý anh em dùng xăng đá xịn nha anh em để đảm bảo hiệu quả và độ bền của Zippo nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký ngay bên dưới nha. Tiện lựa chọn giao lưu các mẫu Zippo bên mình. Còn số điện thoại của mình hotline là 0909 828 779 nha anh em. Anh em cứ gọi là sẽ có người giao cho anh em toàn quốc luôn. Soi kỹ anh em xem ha. Hàng zin nha anh em. Anh em chơi hay làm quà tặng quà biếu cặp Zippo bên ai cũng rất ok đó anh em. Hàng
Hàng xịn bên mình thì uy tín với anh em nhiều năm qua rồi, anh em yên tâm nha. Kết em nào anh em cứ gọi, sẽ có người giao cho anh em chơi. Soi kỹ cho anh em xem nha. Hàng full box nha anh em. Rồi nay mình giới thiệu với anh em cặp Zippo, các biểu tượng của nước Mỹ và các biểu tượng của hãng Zippo nha anh em. Anh em nào có duyên kết hai em nó cứ gọi mình. Rồi, cảm ơn anh em xem clip. Chúc anh em luôn luôn có thật nhiều sức khỏe nha. An khang thịnh vượng và có nhiều niềm vui. Mình xin kết thúc video nha anh em. Tạm biệt anh em nha.